Tân Nguyễn xin chào quý vị các bạn. Hiện tại Tân Nguyễn đang có mặt tại tiệm Marquee Nail Spa thuộc thành phố Palin, tiểu bang Texas. Thì hôm nay Tân Nguyễn đang có mặt ở tiệm. Tân Nguyễn muốn chia sẻ đến quý chị cũng như là phân tích so sánh giữa cái consent form mà tiệm đang đi trên hệ thống customer care của công ty GDS Vietcap Group, cũng như là cái consent form bằng giấy, xem cái sự khác biệt của hai cái nó như thế nào. Nhưng mà trước khi về cái phần phân tích cũng như là so sánh thì mình sẽ đi một vòng tiệm, tham quan tiệm, tại vì tiệm Marquee Nail Spa đã từng được Đài Mỹ đến đây phỏng vấn cũng như là interview về cái đẹp cũng như là cái sự sang trọng của nó. Và những cái ngày chuẩn bị mở cửa trở lại thì tiệm Marquee Nail Spa đã chuẩn bị như thế nào ha. Thì mùa này thật sự mình cũng không nên ở gần lắm. Đằng kia là có một anh thợ cũng đang làm cho một người khách và có một cái tấm chắn ở trên cái bàn nail đó, quý vị có thấy không ạ? Đây, mình có thể đi lại đây. Nói chung là mình sẽ giãn cách xã hội 6 feet thì ok. Thì những ngày đầu mà tiệm mà khi mở cửa trở lại thì cũng có khách, mà đa số là chỉ lấy khách appointment only thôi quý vị. Mình không có lấy walk in để chi, để mình sắp xếp cái lượng thợ và lượng khách của mình cho nó phù hợp, hoặc là cái tùy theo cái luật của liên bang đưa ra là không được quá con số người nằm ở trong tiệm đó quý vị các bạn. Nên mình phải tùy mỗi cái khu vực của mình thì mình nên tìm hiểu về cái đó để mình không có bị phạt, cũng như là tránh những cái mà luật của tiểu bang họ phạt mình đó quý vị các bạn. Tiệm rất là rộng, quý vị thấy không? Bên đây thì cũng có một chị thợ chỉ đang làm cho khách bên này. Đó, tiệm chỉ lấy appointment only thôi. Đó, tiệm rất là rộng, rất là đẹp quý vị các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ không tốn nhiều thời gian nữa, bây giờ mình sẽ quay lại để mình phân tích xem cũng như là so sánh giữa cái consent form trên cái iPad cũng như là consent form bằng giấy nó có những cái sự khác biệt như thế nào quý vị các bạn. Đây là cái consent form bằng giấy mà Tân print ra. Ok, quý anh chị có thấy không ạ? Có điền tên nè, initial và check hết, tất cả nằm trong đây. Và khi đến thì người khách họ phải ghi trên đây. Thì khi mà ghi bằng giấy trên đây nè quý anh chị các bạn, thứ nhất là nó tốn giấy, cái việc đầu tiên. Ok, cái nhược điểm của nó. Ok. Thứ hai nữa đó là chiều về hoặc là một tuần sau, một tháng sau, chưa chắc gì mình đã giữ được cái tờ này ở trong tiệm, lỡ như mình nó bị mất một cái là coi như xong. Cho trường hợp một hai tuần sau mình là mất tờ giấy mà khách quay lại, lỡ cái người khách đó họ kiếm chuyện, họ thưa, họ xô tiệm của mình, là mình sẽ bị dướng vô cái thưa kiện vì cái tờ này mình đã mất rồi quý anh chị các bạn. Và khi mình để đây, mỗi người khách vô họ ký xong họ đi ra, đó mình cứ kiếm vậy nó rất là mất thời gian luôn. Ngồi điền như vậy nó rất là mất thời gian, đôi khi khách họ không có thích cái vấn đề đó. Cái ưu điểm mà cái này đem lại Tân nghĩ chỉ có là nó tiết kiệm mình cái phần điện thôi quý anh chị các bạn, chứ thật sự Tân không thấy ưu điểm nào trên này hết. Nó chỉ tiết kiệm điện cho mình thôi, nhưng mà thật sự cũng đâu có nhiều đâu quý anh chị các bạn. Ok, thì đây là cái hệ thống customer care check in mà tiện mật khi đang đi với lại công ty GDS. Thì khách mà khi mà họ đến thì họ sẽ sign up vào, lần đầu tiên thì họ sẽ sign vô cái hàng màu đỏ, lần thứ hai thì họ chỉ sign vô cái màu xanh thôi quý anh chị các bạn. Ví dụ như Tân là người khách, Tân đã sign vào rồi, Tân chỉ cần sign 4 số form của Tân thôi thì nó sẽ hiện ra tên của Tân. Oh sorry, cái này thì Tân chưa có sign ha. Để Tân sign cho quý vị các bạn xem nha. Chỉ bỏ số form vô thôi ha. Và mình sẽ bỏ ngày birthday vô để khi mà đến ngày birthday của khách mình có thể gửi ra cái birthday giúp cho khách tự động, cái system nó sẽ gửi luôn quý vị các bạn. Và chỗ này mình sẽ chọn là cái service nào đó, mình có thể chọn tên người thợ nào đó mình muốn, và sau đó mình có appointment, mình bấm yes thì mình bấm done. Thì ngay tại này đây nó sẽ hiện ra cái consent form nào quý anh chị có thấy không ạ? Đây, nó sẽ để tên cũng như là nó để luôn những cái yêu cầu, cái điều kiện mà tiệm đưa ra, thì khách phải đồng ý cái này thì khách mới vào tiệm của mình làm quý chị các bạn. Và khi sai xong thì cái màn hình ở trong nó sẽ hiện lên. Bây giờ mình sẽ đi vào cái màn hình phía trong mình xem nha quý chị các bạn. Ok quý chị các bạn, thì khi mà Tân đã sai cái iPad ở ngoài đó rồi thì trong cái màn hình ở đây, đây quý chị các bạn, nó sẽ hiện lên tên của Tân, thông tin của Tân là một người khách mới hay là người khách cũ quý chị các bạn. Mà new client nó sẽ hiện lên đây nè quý chị các bạn. Ở dòng ở trên đây màu blue á là khách đang waiting, ở dưới màu đen á là khách đang đợi. Thì trong đây nó có cái time luôn, nó có cái giờ luôn, là cái giờ nó sẽ keep track được là cho cái người thợ đó làm cho cái người khách đó là bao lâu rồi,
để cái người receptionist khi mà họ đứng đây đó, lỡ như khách đó đến đó, mà họ thấy đang làm hết á, mà họ nói còn bao lâu nữa, thì mình có thể nhìn trên cái giờ mình đoán được là cái người thợ đó gần xong rồi, mình báo cho người khách đó. Ví dụ một cái trường hợp là cái pedicure là 30 phút, nhưng mà mình nhìn trên đây mình thấy cái người thợ đó làm 25 phút rồi thì còn 5 phút nữa, thì mình có thể dễ dàng trả lời cho khách là còn 5 phút nữa thôi, kêu khách ngồi đợi. Thì cái phần này nó sẽ giúp cho mình quản lý sắp xếp khách rất là hiệu quả luôn quý chị các bạn. Tiếp theo nữa, khi mà quý anh chị sai bằng giấy đó, mình mất tờ giấy, mình mất hết tất cả thông tin của khách, mình không keep track được. Nhưng mà mình làm cái này, mình keep track được là thông tin của khách, người thợ nào làm cho người khách đó, làm cái service gì, làm hồi mấy giờ, ngày mấy. Mà trong cái mùa Covid này nè, cái phần đó nó rất là quan trọng. Lỡ như á, mà cái người khách đó họ lỡ như nha, mình nói một cái trường hợp lỡ như thôi, họ bị nhiễm bệnh, thì cái người health department họ xuống cái tiệm của mình, họ sẽ coi là cái system của mình đưa cho họ, mình biết được cái người khách này lần cuối cùng người thợ nào làm cho người khách này, để health department có thể cách ly người thợ đó và chăm sóc người thợ đó coi có bị bệnh hay là không. Còn nếu như mà quý anh chị không có một cái hệ thống, không có một cái system như thế này, quý anh chị không keep track được, mà lỡ như người khách đó bị trong tiệm của mình mà mình không biết người thợ nào, là họ xách đa nguyên cái tiệm của mình luôn. Tại vì đâu có biết đâu. Nhưng mà khi mà biết được cái người thợ nào làm cho người khách đó thì họ chỉ cách ly cái người đó thôi, chứ không có cách ly hết tiệm, tất cả những nhân viên cũng như là tiệm của mình quý anh chị. Cái điểm đó nó rất là quan trọng luôn. Và đặc biệt một cái nữa tôi muốn nhấn mạnh đó là khi mà mình có tất cả những cái thông tin của khách nằm ở trong cái system của mình, và bây giờ nè là cái thời điểm mình có thể gửi tin nhắn ra bất kỳ cho khách lúc nào cũng được hết, những cái chương trình promotion, những cái thông báo gì mà mình yêu cầu khách làm, thì mình chỉ cần lên cái phần là marketing và mình chỉ cần bấm vô cái phần text message và mình chọn tất cả những người khách của mình, và mình chỉ cần bấm cái nội dung thôi là tất cả nó sẽ gửi đến một lần một cho tất cả những người khách hàng của mình luôn. Mình không phải nhớ từng tên rồi mình bấm, mà mình lưu số phone mỗi lần mình gửi từng người, nó rất là tốn thời gian của mình luôn quý anh chị các bạn. Ok, cái phần đó là cái phần thứ hai tao muốn chia sẻ. Cái phần tiếp theo là mình sẽ coi lại cái lưu trữ của cái người khách họ đã ký rồi, nó sẽ nằm trong cái phần back end của mình, trong cái phần mà cái người chủ quản lý đó quý anh chị các bạn. Đó, thì nó nằm trong đây. Ví dụ hồi nãy Tân đã sai rồi, Tân chỉ cần bấm vô nè, tên của Tân nè và tên một cái người khách đó nè. Ví dụ như tên của Tân đi, sai rồi thì nằm đây quý anh chị các bạn thấy không? Đó. Còn tên của người khách đó nè, sai nè. Đó, nó nằm ở trong đây. Thì cái này đó nó lưu lại thì không thể nào mất được quý anh chị các bạn. Còn cái tờ giấy là nó có thể mất nha, nhưng mà cái này là nó không thể mất được. Thì hôm nay Tân làm một cái video nho nhỏ cũng như là ngắn thôi để chia sẻ đến quý chị các bạn một số cái feature quan trọng mà cái customer care check-in của công ty GDS đem lại và bảo vệ cho cái tiệm mình quan trọng nó ra sao quý chị các bạn. Thì nó còn rất là nhiều cái feature trong cái customer care check-in này nữa. Thì nếu như mà quý anh chị bạn có câu hỏi cũng như là muốn tư vấn về hệ thống customer care check-in của công ty GDS Vietcap Group, vui lòng gọi vào số toll free của công ty 1888 389 7240, 1888 389 7240. Hoặc là những anh chị nào ở vùng Houston, Texas hoặc là những tiểu bang lân cận mà muốn đến office của GDS tại Houston nằm trên đường Bel Air, thì có thể gọi vào số toll free của office GDS tại Houston là 1888-858-5883, 1888-858-5883. Còn bây giờ tôi Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý anh chị đã xem video. Nếu thấy video hữu ích, xin bấm vào nút share bên dưới để chia sẻ. Và đừng quên bấm vào nút send message bên dưới video để được tư vấn.